em nghĩ là rất nhiều nhạc sĩ nổi tiếng, ca sĩ nổi tiếng bây giờ đã bắt đầu từ cái con đường đấy. Vì cách đây tầm 7 năm đến 10 năm trước thì đâu phải ai cũng được học hành về âm nhạc, và cũng đâu phải ai cũng có đầy đủ những cái phương tiện để có thể đi học ấy. Và thật ra có nhiều người khi sáng tác trên một cái beat ấy, họ có những cái cách sáng tạo thú vị đó. Và em nghĩ đấy là Sơn Tùng là một người bắt đầu như thế, và bây giờ anh ấy ở trên đỉnh cao. Thì còn em nghĩ là bây giờ thì cái việc sản xuất hòa âm thì nó rõ ràng nó buộc phải bất kỳ nghệ sĩ nào hay nhóm nhạc nào hay beat nào thì cũng phải có một cái tức là từ A đến Z, từ một tức là mọi câu đều phải tự tay như vậy. Còn em thì em không lên án gì cái việc viết nhạc chỉ một viết có sẵn nếu như chỉ để vui vẻ và đam mê. Em nghĩ là như này, ví dụ như là ngày xưa ấy, khi mà người ta nghe thấy một cái beat nhạc rất hay, xong người ta hát theo, xong người ta muốn thu nó lại, xong người ta thu lại, xong người ta đăng lên, thì ban đầu người ta chỉ nghĩ là người ta cảm thấy vui và vô tình người ta được đón nhận, vô tình người ta được thích, chẳng lẽ bây giờ lại bắt người ta là không được như vậy, không được đăng lên rồi là được thích, không được người khác thích thú. Thì em nghĩ là cái điều đấy rất là thiệt thòi với những cái người mà họ không biết đánh đàn hay là không biết nhạc lý. Đấy là cực kỳ thiệt thòi. Nên em nghĩ rằng là họ được thích thì tại sao họ được thích, bởi vì đấy nó là một sự sáng tạo, và cái sáng tạo thì luôn nó không bao giờ có giới hạn cả. Nên là mình không em nghĩ là mình không nên đánh đồng cái việc đấy là một người sáng tác thì phải biết nhạc lý, thì phải thế nọ thì phải thế kia. Em không nghĩ vậy. Thậm chí là khi mà ví dụ như bây giờ mà sau khi vô tình được thích xong, người ta được nhiều người thích hơn và người ta nổi tiếng bởi cái chuyện đấy, thì người ta nên tức là tìm một producer nào đấy phối lại những cái bài hát đấy. Em thấy chuyện đấy rất là ok. Hoặc đơn giản bây giờ rất là phổ biến đó là có nhiều nghệ sĩ ở Việt Nam đã sẵn sàng mua đất cái beat đấy của nước ngoài mà. Các bạn nghĩ ranh giới của việc đạo nhạc như thế nào? Tại vì chúng ta có thấy là chúng ta cứ sử dụng beat của người khác, sau chúng ta hòa âm phối khí lại để cho nó khác đi, họ sáng tạo hơn. Tuy nhiên nó có nhiều người họ nói rằng là đây là đạo nhạc. Và bây giờ bất cứ ca khúc nào được ra mắt, ca sĩ lớn, ca sĩ nhỏ, nhạc sĩ lớn, nhạc sĩ nhỏ gì cũng đều bị soi rất kỹ, soi từng frame giây luôn để xem nó có giống cái ca khúc nào đó đã từng ra mắt. Thì đấy mới là đẳng cấp của những cái khán giả bây giờ đấy anh. Thực ra thì em nghĩ rằng ở Việt Nam, em không nói ở nước ngoài hay ở đâu xa, em thấy ở Việt Nam bất kỳ một ai, một nhạc sĩ nào cũng có thần tượng, cũng có cái dòng nhạc mà họ nghe rất nhiều và họ thấy thích bởi cái dòng nhạc đấy. Và chắc chắn rằng khi mà nghe nhiều thì sẽ bị ảnh hưởng. Đúng rồi. Đấy là điều chắc chắn. Và cái việc mà mình không thể nào kiểm soát được là mình cái giai điệu mình viết ra có giống ai không. Bởi vì khi mà mình viết nhạc ra, và những cái người viết nhạc bản năng thì luôn luôn thế, tức là luôn viết ra không thể nào mà kiểm soát được cái việc người giống ai hay không. Bởi vì ví dụ như là những cái ca sĩ nhạc thị trường bây giờ họ nghe nhạc Hàn Quốc rất là nhiều và họ bị ảnh hưởng bởi nhạc Hàn Quốc, và sẽ điển hình nó sẽ ra những loạt những cái melody, những cái giai điệu mà nó rất là na ná nhau, hay là thậm chí là nghe phát có thể hát được luôn, hát được luôn, bởi vì là họ vô thức điều ra những cái điều đấy và họ không hề có ý định cố tình là làm giống một ai đấy cả. Hay là nếu như mà họ cố tình làm rất khéo, em không để ý lắm, không để ý được. Em nghĩ cái việc đoạn nhạc là do cái tâm của người làm nghề, người sáng tác thôi. Thực ra cũng chẳng có ai có thể đạo nhạc mà sống mãi với mình này.